Vâng, tình trạng lợi dụng những hình ảnh hay mạo danh những bác sĩ giỏi và các cơ sở y tế để quảng cáo thuốc chữa bệnh tràn lan trong thời gian vừa qua, có thể thấy là không kiểm soát được trên mạng xã hội đã gây bức xúc cho dư luận và cũng gây ảnh hưởng đến các cơ quan chuyên môn hay các nhân viên y tế. Do vậy mà theo các chuyên gia, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để chấn chỉnh, mạnh tay xử lý để bảo vệ cho người bệnh cũng như những nhân viên y tế. Và xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Theo các chuyên gia, hành vi lợi dụng công nghệ thông tin để mạo danh các y bác sĩ ngày càng diễn ra nhiều hơn và khó kiểm soát. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn tới uy tín của các nhân viên y tế và cơ sở y tế khám chữa bệnh. Vì vậy, việc xử lý các hành vi này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các tổ chức cá nhân. Mạo danh đối với lại các cái bác sĩ cũng như là mạo danh đối với lại các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có cái uy tín để làm thế nào đấy người ta thu hút được cái khách hàng, nhưng mà cái người cung cấp các cái dịch vụ này thì lại không có cái chuyên môn, cho nên ấy, là nếu như có vấn đề gì sai sót mà xảy ra đối với lại cái sức khỏe và tính mạng của người bệnh thì cái uy tín của cá nhân đó, của tổ chức đó, tức là uy tín của các cái bác sĩ, của các cái tổ chức khám bệnh chữa bệnh, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đó, nó cũng sẽ có cái bị ảnh hưởng theo. Nghiêm trọng hơn, việc mạo danh nhân viên y tế để bán thuốc sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Bởi làm theo nội dung quảng cáo sai sự thật, người bệnh không đến bệnh viện thăm khám, bỏ qua giai đoạn điều trị vàng, gây tổn thất về kinh tế và sức khỏe. Người ta chỉ cho phép là tư vấn qua cái công nghệ thông tin thôi. Nhưng mà tư vấn qua công nghệ thông tin đấy phải là tư vấn qua các cái tổ chức mà đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cho phép thì mới thực hiện được. Thế cho nên ấy, là cái vấn đề này, nếu như mà người bệnh và cái người dân mà không quan tâm để tìm hiểu xem là các cái cơ sở này có thật hay không, cái người bác sĩ này có thật không, dược sĩ này có thật không, thì nó lại rước họa của chính bản thân mình, gọi là tiền mất tật mang. Và nếu như mà nó ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình nữa thì có thể nói đây là trường hợp rất sức là đau xót. Theo luật sư, việc mạo danh các y bác sĩ, nhân viên y tế để mời chào người dân mua thuốc hoặc sử dụng dịch vụ y tế là hành vi trái pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm cụ thể, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính. Cụ thể, các tổ chức bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của các cơ quan hoặc cá nhân. 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu chia sẻ các thông tin giả mạo. Với các cá nhân vi phạm, mức phạt bằng 1/2 so với mức phạt trên. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy thuộc vào từng cái hành vi vi phạm cụ thể thì các đối tượng này có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự với cái mức phạt cao nhất có thể là lên đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân, hoặc là tội đưa và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông với cái mức phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù. Còn trong trường hợp mà có các những cái hành vi là vi phạm quy định về khám chữa bệnh hoặc là buôn bán thuốc và gây hậu quả nghiêm trọng thì còn có thể bị xử lý hình sự phạt tù từ 1 năm cho đến 15 năm. Còn trong trường hợp mà thuốc bán là thuốc giả thì mức hình phạt là phạt tù từ 2 năm cho đến cao nhất là 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình. Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, mạnh tay xử lý để bảo vệ người bệnh. Bên cạnh đó, người dân khi trở thành nạn nhân cần báo cơ quan công an, tố giác hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn. Khi mà chúng ta trở thành nạn nhân hoặc là vì nạn nhân của những chiêu trò này, nhưng vì một cái lý do nào đó như là ngại va chạm vào những cái vấn đề kiện tụng pháp lý, hoặc là nghĩ rằng đây là cái số tiền nhỏ và không đáng để chúng ta đưa ra cái cơ quan pháp luật, thì những cái tâm lý có như hành động như thế thì vô tình chúng ta đã tiếp tay tạo điều kiện cho những cái hành vi vi phạm vẫn tiếp tục được thực hiện, và thậm chí là khi nó được tiếp tục thì nó có thể gây ra những cái hậu quả rất là nguy hại cho xã hội. Chúng ta cần phải có những cái vào cuộc một cách nó quyết liệt, và mình khi mình vào cuộc quyết liệt rồi để mình xem là cái thủ đoạn của các cái đối tượng này là như thế nào, nó định tác động đến các cái người dân là những cái người nhẹ dạ cả tin hay là những cái đối tượng đấy nó như thế nào, và qua đó đấy, thì mình phải bắt được cái chủ của những cái fanpage này hay là các cái tài khoản này, và trên cái cơ sở đó đấy, là mình phải có cái xử lý rất là nghiêm minh theo quy định pháp luật, nhưng mà đồng thời là cũng phải đưa các vụ việc như thế này
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các video bác sĩ lương y bệnh nhân tư vấn sản phẩm chữa bệnh, bởi nhân viên y tế không được phép quảng cáo mặt hàng này. Khi có bệnh, người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, khám chữa bệnh và mua thuốc tại các cơ sở y tế uy tín, được nhà nước cấp phép, tránh tiền mất tật mang.